Cha kính, con rất thích nghe những lời giải đáp của cha trên chương trình YouTube. Những câu trả lời của cha giúp con hiểu thêm nhiều điều mà Thiên Chúa và Hội Thánh dạy. Con cảm ơn cha nhiều lắm. Hôm nay, con xin cha giúp con giải đáp một thắc mắc. Điều răn thứ 9 dạy chớ muốn vợ chồng người. Con phải hiểu về điều này thế nào? Có phải đây cũng là điều răn khuyên chúng ta giữ lòng thanh sạch, chế ngự nhục dục hay không? Điều răn thứ 9 và thứ 6 có giống nhau, có liên hệ với nhau không? Khi nào thì việc muốn vợ chồng người trở thành tội? Chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta đang cổ võ rất nhiều điều đi nghịch với đức tin Kitô giáo, đi nghịch với lại cái nét đẹp của luân lý Kitô giáo, đặc biệt là cái nét đẹp về sự trung tín trong tình yêu hôn nhân. Thì cái câu hỏi của người anh em gửi cho chúng ta, nó là một cái thao thức, tôi nghĩ nó là rất thời sự. Cái cách thức để mà thế nào sống đức tin, sống cái đời sống luân lý giữa cái bối cảnh xã hội bão táp như vậy. Thiết tưởng, điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu xem giới răn thứ 6 và giới răn thứ 9 nó là cái gì. Tôi cứ hay đùa làm sao trong cuộc sống mà thoát khỏi giới răn thứ 15 này được. 6, 9, 15. Trong kinh Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn, và chúng ta cũng quen thuộc giới răn thứ 6, giới răn thứ 9. Đến độ khi xưng tội thì không cần phải nói rõ, con phạm giới răn thứ 6 thì cha giải tội biết liền. Chỉ cần hỏi thêm một chút chi tiết để mà giúp cho hối nhân hiểu đúng và có thể vượt qua khó khăn của mình. Thế nhưng nếu ta so sánh các giới răn này với các bản văn của Cựu Ước nói về thập điều đó, cụ thể như là trong Xuất Hành chương 20 và trong Đệ Nhị Luật chương 5, bản văn nói về thập điều, thì chúng ta nếu là một cái cột so sánh thì bản văn của thập điều trong Cựu Ước và 10 điều răn của chúng ta nó không ăn khớp với nhau. Nó không ăn khớp. Tôi nói ví dụ, trong thập điều đó thì điều thứ hai Chúa nói là ngươi không được tạc tượng, không được vẽ bất cứ vật gì ở trời cao hay nơi đất thấp, hoặc ở trong nước hay ở dưới đất để thờ phượng. Thì chúng ta thứ hai chứ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, chúng ta thấy là nó có khác biệt rồi. Chúng ta không có dịp, không có giờ để nói cả về 10 giới răn và thập điều ở đây, nhưng tôi làm một chút so sánh. Ví dụ điều ta gọi là giới răn thứ 6, chớ làm sự dâm dục, thì ở trong bản thập điều, chẳng hạn Xuất Hành 20:14, Chúa nói ngươi không được ngoại tình. Nó là điều thứ 7 trong thập điều, ngươi không được ngoại tình. Và giới răn thứ 9, như người anh em chúng ta hỏi, chớ muốn vợ chồng người, thì ở trong thập điều đó là giới răn thứ 10. Cụ thể ở đây Xuất Hành 20:17, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa hay bất cứ vật gì của người ta. Đấy, chúng ta thấy có sự khác biệt. Và ta chỉ có thể hiểu được các giới răn này khi chúng ta đặt vào trong bối cảnh của giao ước, đặt vào trong bối cảnh của tình yêu. Đây là những cách thức diễn tả tương quan của con người với Thiên Chúa ngang qua giao ước. Bỏ qua giao ước, các giới răn trở thành một cái gì đó đè nặng, không những đè nặng mà còn đè bẹp con người. Trong giao ước tình yêu, nó là cách để diễn tả niềm tin và để đáp trả tình yêu của mình với đấng đã yêu thương tuyển chọn. Thế bây giờ cụ thể ta hiểu thế nào về giới răn thứ 6 và giới răn thứ 9? Cả hai đều liên quan đến dục tính của con người. Và đôi khi chúng ta có cái nguy cơ hiểu lầm về luân lý Kitô giáo ra như không còn cái gì tệ hại hơn, xấu xa hơn là những điều liên quan đến giới tính. Và coi chừng chúng ta mặc cho giới tính tự bản chất nó là xấu xa, tội lỗi. Cái đấy là một cái nhìn lệch. Đã có thời trong giáo hội người ta lệch như thế. Phái thanh giáo không chấp nhận cái gì của xác thịt, của giới tính, khước từ hắn đời sống phu phụ, đời sống hôn nhân.
Và dĩ nhiên khi khước từ như thế thì mầu nhiệm nhập thể không có chỗ đứng trong đời sống hội thánh. Đức Kitô mà làm người ở giữa chúng ta thì cũng mang thân xác này thì cũng hèn kém. Cho nên dưới răn thứ 6 và thứ 9 nói nhanh, tôi diễn tả nhanh, đề cao hai cái điều quan trọng. Trước hết, dục tính là tốt đẹp, như một ân sủng từ trời cao. Thiên Chúa trao tặng và phú bẩm cho tất cả những ai được sinh vào trong cuộc đời này làm con người, mang lấy cái năng lực dục tính như một phần của bản thân mình. Và từ đó diễn tả cái tương quan của mình với tha nhân. Và từ đó như là một cái động lực để diễn tả tình yêu trong ơn gọi và bậc sống của mình. Tốt đẹp. Và cái điều thứ hai, cái nét đẹp của cả hai giới răn này, mời gọi người ta trung tín trong đời sống hôn nhân. Trung tín, diễn tả cái đời sống của mình, cái năng lực dục tính hay hành vi tính giao trong tình yêu, trong bậc vợ chồng, trong sự tôn trọng, trong cái sự đón nhận và gìn giữ cái phẩm giá của con người, nhất là sự trung tín trong tình yêu đôi lứa. Chúng ta nhớ vào một buổi sớm tinh sương, Đức Giêsu lên đền thờ. Và người ta dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người đàn bà ngoại tình bị bắt gặp quả tang. Theo luật Do Thái, người đàn bà đó phải bị ném đá cho đến chết. Trong Tin Mừng Gioan chương thứ 7 từ câu 5. Thế thì bây giờ người ta hỏi Chúa là thưa thầy phải giải quyết sao đấy? Chúng ta thấy không dễ dàng. Nếu Chúa nói cứ theo luật mà ném đá thì dễ rồi. Thế nhưng mà đâu còn cái nét mới mẻ của giáo huấn Chúa Giêsu, đâu còn một cảm nhận về lòng thương xót, đâu còn là cái gì đó tuyệt vời của tân ước. Nhưng giả như Chúa bảo tha cho nó thì cũng đâu có được. Chúa đâu có thể nào mà có thể nói sống trên lề luật như vậy. Và dĩ nhiên Chúa sẽ bị liệt vào cái dạng là những cái người thuộc cái người gọi là đả phá luật lệ của Thiên Chúa, luật lệ của Môi-se. Dĩ nhiên chúng ta thấy cái cách thức của Chúa thì nó rất lạ. Người ngồi người viết trên đất. Và cuối cùng thì Chúa bảo ai không có tội thì ném đá đi. Người ta rút lui trước hết là những người cao tuổi. Và còn lại một mình người phụ nữ ngoại tình ở đó với Đức Giêsu. Chúa Giêsu không nói với chị: "Ôi, chuyện nhầm nhỏ, chuyện nhỏ, con về đi." Chúa không nói thế. Mà Chúa cũng không mạt sát chị: "Tại sao chị lại làm cái điều như vậy? Tại sao chị lại phản bội chồng chị như thế? Tại sao chị không tôn trọng bản thân mình?" Vân vân và vân vân. Chúa không coi đó là không có tội, mà Chúa cũng không làm cho người phụ nữ kia đau khổ hơn nữa. Chúa nói với chị: "Không ai kết án chị sao? Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị. Chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Giáo huấn và cung cách của Chúa Giêsu quá tuyệt vời. Chúa yêu thương tội nhân vô cùng. Chúa đến, Chúa cứu họ và Chúa chết cho họ mà. Chúa chết cho chị và cho tôi. Nhưng Chúa triệt tiêu tội lỗi. Chúa triệt tiêu tội lỗi. Chúa đóng đinh tội lỗi vào thập giá của Chúa. Chúa không có chấp nhận người ta sống một lối sống gọi là hời hợt hay một lối sống lả đà. Trong bài giảng trên núi, ở chương 5 Matthew đó, Chúa mời gọi người ta và Chúa nói: "Không phải chỉ là phạm tội ngoại tình mà những ai nhìn người phụ nữ ham muốn phạm tội thì đã phạm tội rồi." Ở trước nó mắt theo ham muốn, muốn trong lòng thì đã là phạm tội ngoại tình rồi. Đối với người Do Thái, tội ngoại tình là một trong những trọng tội. Và nếu bắt quả tang như thế thì không chỉ người phụ nữ mà ngay cả cái người phạm tội với người phụ nữ đó cũng bị chung một số phận.
Chúa đem đến một cái mới mẻ của lòng thương xót, cái nhìn của từ tâm, nhưng không hủy diệt lề luật của Môsê, lề luật của Chúa. Một chấm một phẩy vẫn được giữ, nhưng được kiện toàn nhờ lòng mến. Và chúng ta biết rằng mọi chuyện tội lỗi xuất phát từ cái tâm của con người. Cái tâm của chúng ta phải là tâm thành, phải là tâm thiện, phải là tâm sáng thì mới có thể diễn tả được một hành động tốt lành. Còn cái tâm đen tối, cái tâm tính toán, cái tâm lắt léo thì sẽ dẫn đến những hành động phi luân. Người ta sẽ không phạm tội với người phụ nữ nếu không xảy ra từ cái lòng muốn bên trong. Cho nên ở đây ông bà mình bảo thế này: nhổ cỏ thì nhổ tận gốc, không có chữa cái ngọn, mà chữa ngọn nó sẽ quyết được. Chữa là chữa từ cái tâm, chữa từ cái tâm. Phật giáo người ta có con đường gọi là bát chánh đạo. Từ cái tâm của mình sáng. Cho nên lòng muốn theo cái nghĩa là cái tâm tà. Anh chưa phạm tội mà anh muốn. Anh muốn thì anh tìm cách anh gặp. Giống như câu chuyện của David, nhìn thấy một người phụ nữ trên sân thượng đang tắm, và ông lòng muốn. Nếu ông không muốn thì không có chuyện xảy ra. Ông muốn, ông muốn cho nên ông tìm cách gặp. Và tìm cách gặp cho nên phạm tội. Và cái hệ lụy của nó ngày càng ăn sâu, càng phá hoại đời sống phẩm giá của mình. Cho nên câu hỏi của chúng ta là làm sao để mà muốn mà không phạm tội? Muốn không phải là nhìn thấy ồ, thoáng qua, mà là nuôi dưỡng cái đó, tìm cách để thực hiện cái ý muốn của mình. Và cái đấy là cái điều xuất phát nguồn mạch của những điều xấu xa. Nếu ta nuôi dưỡng nó, ta ấp ủ nó, thì làm sao giữ được lòng trung tín trong đời sống hôn nhân? Làm sao giữ được cái nét đẹp trong phẩm giá hôn nhân mà chính những người sống đời hôn nhân đã giao kết với nhau, thề hứa với nhau trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Hội Thánh?